Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Clip này các bác có thể thấy ở trên này đó là cái đường link chính thức của kênh YouTube Trang Trang TV. Các video clip hầu như chỉ được up trên kênh này. Còn những cái kênh khác, đặc biệt là trên Facebook ấy, thì thưa các bác và mọi người, đó là những cái kênh mà giả mạo. Và trừ cái kênh Trang Trang TV và những người bạn thích thời sự mà một điều bác biết rồi ạ, mà bây giờ tôi cũng ít hoạt động trên đó bởi vì tôi không có nhiều thời gian, thì các kênh khác ở trên Facebook hầu như đều là giả mạo nha các bác. Cảm ơn tất cả các bác. Nếu các bác ủng hộ thì các bác hãy vào kênh chính thức này để các bác có thể đăng ký, like hoặc share. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay á, thì chắc hẳn nhiều người biết tới anh chàng là Trung Văn Nam. Và hôm nay rất là vui bởi vì anh được Chủ tịch nước khen ngợi. Đây là link bài báo chính thống và Chủ tịch nước đã gửi thư khen anh Trung Văn Nam. Đó là cái người thợ sửa máy lạnh dũng cảm cứu người. Hầu hết những người ở trên cộng đồng Facebook ấy, thì đều biết rằng là anh Trung Văn Nam đã rất nhanh trèo hơn 4 mét cao để lên trên kia, bẻ cái chuồng cọp và cứu được một đứa bé 15 tuổi. Và đây là được bức thư của Chủ tịch nước này. Anh Trung Văn Nam thân yêu, đọc được tin anh bất chấp nguy hiểm để cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở tầng tum của ngôi nhà 3 tầng, số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện đang bị lửa cháy dữ dội, tôi thật sự cảm động. Cảm ơn anh, người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu, một sức khỏe tốt đã cứu giúp cả một gia đình thoát cái cảnh tang thương. Tôi cũng xin chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra và cũng may mắn để bảo toàn được mạng sống của các thành viên trong gia đình. Tôi được biết căn nhà của ông bà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng tôi tin chắc rằng các chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông bà sửa sang lại chỗ ở cũng như động viên tinh thần vật chất để vượt qua khó khăn. Chúc mừng cháu Vũ Hải Yến vừa được anh Nam cứu sống và đề nghị cơ quan y tế chăm sóc sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần cho cháu. Và đây là bức thư rất hay và Chủ tịch Hà Nội là ông Trung Ngọc Anh cũng quyết định tăng thưởng cho hai cá nhân và gồm các bác như vậy. Và chúng ta trước khi vào nội dung bình luận chính thì các bác có thể nghe qua lời tâm sự này. Hai đang ngồi ở trong trong nhà thì có nghe mùi khói với nghe người dân kêu cứu thì mình chạy ra thì thấy đám cháy thì lúc đấy thì bùng hỏa. Bắt đầu lúc đấy kêu cái bản năng thì mình kêu anh em ra hỗ trợ, chạy ra thì thấy lửa nó cháy cháy thì lúc đấy thì thấy mấy mình chữa cháy thì mình Về thông tin chính thống, các bác có thể đọc ở trên các tờ báo nguyên văn, toàn văn bức thư mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi để mà viết thư khen và động viên anh Trung Văn Nam và các thành viên trong gia đình đã được anh Trung Văn Nam cứu sống. Đây là một hành vi cực kỳ dũng cảm, một hành động cực kỳ dũng cảm. Và việc viết thư khen của Chủ tịch nước là rất kịp thời. Tôi phải nói rằng là như vậy. Các sự kiện, những cái điểm nóng mà trước đến giờ ấy, từ cái hồi mà là Chủ tịch nước làm Thủ tướng cho tới bây giờ là Chủ tịch nước thì cũng được Chủ tịch nước, hồi đó là Thủ tướng và bây giờ là Chủ tịch nước chỉ đạo rất quyết liệt và sát sao. Ngay cả những cái vụ việc ở trong tòa án ấy, mà một vị uống thuốc tự tử ngay tại tòa, uống thuốc chuột thì cũng được là Chủ tịch nước chỉ đạo. Có một cái điều tôi rất mong muốn đó là Chủ tịch nước hãy viết hẳn một cái bức thư nữa để mà tôi rất mong rằng như vậy, để động viên những anh em chiến sĩ, những nhà báo, những người có tâm với đất nước là làm cái vụ Việt Á, làm tới cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và phải đưa ra được những trụ cuối ra ngoài. Tôi rất mong Chủ tịch nước có một cái động viên như vậy, bởi vì dù gì thì có lời động viên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam thì anh em ở bên dưới họ cũng sẽ làm hết sức sát sao và sẽ làm tới tận cùng luôn và không sợ gì cả. Bởi vì Tổng Bí thư cũng đã chỉ đạo rồi, Chủ tịch Quốc hội cũng đã nói rồi và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo rồi. Cho nên lời động viên của Chủ tịch nước phải nói rằng là thật sự rất quan trọng. Có nhiều bác thì cũng nói rằng là trong cái buổi hôm hôm mà trao tặng thượng tướng cho hai thứ trưởng công an ấy
thì chủ tịch nước có nói qua, nhưng mà đó là cái buổi mà nói chuyện bên lề. Tôi cũng mong muốn rằng có hẳn một cái bức thư như thế này, bức thư như thế này là động viên các chiến sĩ công an đã rất mạnh dạn để đưa ra ánh sáng cái vụ kích thích Việt Á, động viên những nhà báo đã dũng cảm viết về vụ án Việt Á, và động viên nhiều điều nữa để mà họ có thêm cái dũng cảm, có thêm cái dũng khí để mà chiến đấu với các giặc nội xâm, để mà phanh phui ra những cái sự việc mà ngay cả còn cái nhiều cái dấu hiệu khuất tất như là ở Bộ Khoa học Công nghệ hay là ở Bộ Y tế. Bởi vì cái sự kiện Việt Á nó ảnh hưởng tới toàn dân, và như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói thì làm phải làm đến cùng, làm không ngoại lệ thì mới lấy lại được niềm tin của nhân dân được. Đó là điều mà tôi rất mong muốn Chủ tịch nước có hẳn một cái như vậy thì tôi rất là tuyệt vời. Tất nhiên thì đó là quyền thôi, nghĩa là quyền của Chủ tịch nước thôi. Tôi cũng không dám gì cả, nhưng mà phía mình là một người dân thì tôi cũng rất mong muốn là như thế. Chia sẻ các bác thêm một điều nữa, đó chính là về việc mà anh Trung Văn Nam ấy. Có một cái điều như thế này, nhiều khi những người anh hùng của chúng ta, những người mà được tôn vinh là anh hùng, các bác có thể thấy họ không nề hà nguy hiểm để mà cứu giúp người khác, thì thường thường những người này là những người mà cái vị trí địa vị xã hội của họ không nhiều, không cao, cái tài sản của họ không lớn, thì có thể nói rằng là nghèo. Anh Trung Văn Nam chỉ là một thợ sửa máy lạnh, nhưng mà như các bác có thể thấy đấy, cái việc cứu người đối với anh ấy như là cái bản năng ấy. Anh không có suy nghĩ gì nhiều, anh ấy xông lên và anh ấy giúp đỡ người khác. Có thể chăng có những cái người mà chúng ta không thấy, ví dụ như một vị quan chức nào đó xông vào chảo lửa để mà giúp đỡ, hay rằng là một thiếu gia của một gia tộc nào đó giúp đỡ một người này người nọ và có thể hy sinh cái tính mạng của mình. Chúng ta thì thấy rằng là họ đi làm từ thiện, đi làm từ thiện thôi, một số người giàu á, người ta làm từ thiện thôi. Bởi vì là tiền là cái thứ dễ nhất để họ chi ra, bởi vì từ đấy họ có quá nhiều, đúng không? Nhưng mà khi một cái gì đó liên quan đến sức khỏe tính mạng của mình thì họ rất ngại. Và đa phần chỉ là những cái người mà nghèo, người nghèo, và họ không lo lắng gì thì họ mới tạo ra được những cái hành động nhân nghĩa và anh hùng như là anh Trung Văn Nam này. Tôi thấy rất là may mắn ấy, bởi vì ở đâu đó vẫn còn có rất nhiều người tốt. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất là buồn, bởi vì có nhiều người, người ta lo cho bản thân mình, lo cho cái sự nghiệp của mình, lo cho những cái thứ khác, mà người ta quên mất rằng là ngoài kia có hàng triệu người, tuy không phải là người quen biết của mình, nhưng mà họ cũng là người Việt máu đỏ da vàng. Họ cũng có người thân, cũng có gia đình là những chiến sĩ, những người đã anh dũng hy sinh, và cả những người đã bỏ mạng ở trong các cuộc chiến tranh. Và ngay cả trong thời bình cũng có rất nhiều người cũng đã âm thầm hy sinh để mà cố gắng bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước chúng ta khỏi những cái đấy, có thể nói rằng những thế lực thù địch. Và họ thậm chí còn gặp nguy hiểm bởi vì giặc nội xâm. Trong công cuộc này á, thì chúng ta lại thấy rằng là rất ít có những lời khen họ. Có một cái điều lạ như thế. Có rất ít những cái điều lời khen họ. Ở đâu đó, một số người khi mà dũng cảm chiến đấu với giặc nội xâm á, thì mặc dù những cái vụ án đã được đưa ra, mặc dù những sai phạm đã được lộ rõ, nhưng mà có một cái sự gì đó là người ta không khoái, không nói muốn nói nhiều. Vụ việc mà anh Lương Xuân Bình của Metro Hà Nội cũng là một ví dụ. Anh đã phanh phui ra, nhưng bây giờ anh ấy ra sao? Anh đã giúp cho nhà nước, cũng là giúp cho nhân dân đỡ tốn đi đến hàng nghìn tỷ đồng. Cái số tiền mà tiết kiệm được ấy, thì báo cáo với các bác, nếu mà nghe lời anh ấy còn được tiết kiệm được nhiều hơn. Bởi vì những sự việc anh ấy đưa ra đã cách đây khoảng 6 năm rồi. Nhưng 6 năm đó thì anh ấy sống không bằng chết. Và ngay cả người thân hay gia đình cũng quay lưng, bởi vì anh ấy chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống lãng phí. Rồi các bác có thể thấy rằng là một bác nông dân già ở cao tốc Quảng Ngãi, Đà Nẵng Quảng Ngãi cũng như vậy. Người ta tạo cho bác ấy một cái buổi trao tặng bằng khen,
như cái buổi làm cho có, chỉ có mấy người lên nói vài câu trao cho bằng khen sau đó đi về, rất bồi bác. Rồi chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngay cả anh Hải, người đã phanh phui ra những cái sai phạm, để rồi sau này Trịnh Xuân Thanh và cao hơn nữa là Đinh La Thăng phải đi chăn kiến, phải đổi nhà từ biệt thự sang một cái chỗ khác nhỏ hơn, làm bạn với những chú kiến. Vậy mà anh ấy bây giờ thế nào? Và thậm chí anh ấy còn bị đi tù. Đi tù một thời gian rồi xong mới được thả ra. Chúng ta thấy rất nhiều. Vậy thì kính mong rằng Chủ tịch nước có nên quan tâm tới những người như vậy, những người dám phanh phui những cái sai phạm ra ánh sáng. Chúng ta phải đối xử với họ kiểu nào để mà ủng hộ với công cuộc đốt lò của Tổng Bí Thư. Bởi vì nhiều khi không có những cái điều như họ thì chúng ta rất khó phanh phui. Có một cái thống kê ở đâu đó và tôi cũng mong mọi người tìm lại, đó chính là gần như là 90% gì đấy những cái vụ việc được đưa ra ánh sáng ấy là nhờ đơn tố cáo của những cái người, của những người như vậy. Còn một số hệ thống thì báo cáo với các bác rằng là mặc dù đầy đủ cả công an cả thanh tra nhưng mà cũng hiếm khi chủ động để phát hiện ra được những cái vụ việc sai phạm như thế. Vậy thì chúng ta phải có một cơ chế nào đó để tuyên dương họ chứ ạ. Họ cũng chính là những anh hùng thầm lặng đó ạ. Bởi vì họ dám đánh cược cả cái sinh mạng chính trị, sinh mạng bản thân họ và thậm chí là cả danh dự, những cái mối hiểm nguy thường trực để mà làm những vụ việc như thế. Thì chúng ta cũng phải tuyên dương họ chứ ạ. Để trở thành một cái trào lưu để trở thành một cái trào lưu không thể cưỡng nổi. Thì đấy là cái điều mà tôi rất mong Chủ tịch nước thông qua vụ Việt Á có thể phát động thành một cái trào lưu, một cái phong trào để mà chiến đấu với giặc nội xâm. Bởi vì đó chính là cái phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Một đảng không quan trọng, 10 hay là 1.000 đảng không quan trọng. Miễn đảng đó vì dân thì đảng đó mãi trường tồn. Có đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.